Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ một đêm yên tĩnh trôi qua, thỉnh thoảng trong không trung phía trước vang lên thanh âm trầm thấp số lượng người trên núi non chung quanh vẫn đang không ngừng tăng lên mà đỉnh núi nơi đám người lục thiêu du lại không có ai tiến lên dưới sự chờ mong của mọi người thời gian một đêm lặng lẽ trôi qua cho đến sáng sớm khi phía chân trời xuất hiện ánh sáng đầu tiên những ngọn núi chung quanh vừa mới yên tĩnh được một lát lập tức xôn xao tiếng hồn ào hội tụ vang dần ra chung quanh vô số người đều đang chờ đợi cùng đợi bảo vật ở tiền đảo xuất thế. Lúc này không khí trong không gian đột nhiên xuất hiện ba động rất nhỏ. Ánh mắt không ít cường giả lập tức nhìn về phía hòa đảo. Nơi đó không biết từ khi nào bắt đầu xuất hiện từng đợt ba động. Khí thức nóng bỏng ngày càng đậm đặc hơn rồi bất ngờ tăng lên. Không gian trên tiền đảo bắt đầu rung động. Đồng thời mặt đất trên tiên đảo rộng lớn, đột nhiên xuất hiện những vết nứt, khí thức bàng bạc lan tràn ra, trong không gian vạn vẹo kịch liệt phát ra âm hưởng giống như cơn lốc âm hưởng khuếch tán không gian ba động ngay càng kịch liệt khí tức bàng bạc phóng lên cao đánh văng toàn bộ sương mù dày đặc trên tiền đạo tiên đạo rộng lớn xuất hiện trước mắt mọi người cái khe trên mặt đất càng lúc càng lớn dường như có bảo vật gì đó muốn chui từ trên mặt đất lên vậy trong nháy mắt trong những ngọn núi chung quanh liền có ba động xuất hiện từng đạo âm thanh thân ảnh tức thì đứng lên vô số ánh mắt lặng lẽ chuyển thành màu đỏ thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập dường như bảo vật này sắp chui từ dưới đất lên vậy lục tiêu dù bây giờ díp mắt vào nhìn năng lượng bàng bạc từ trên thiên đảo phóng lên cao sắc mặt lập tức đại biến nhìn về phía hỏa đảo không gian trên hỏa đảo lúc này càng lúc càng vặn vẹo năng lượng ba động ngày càng dồn dập khiến cho hắn có cảm giác đang điên cuồng trào dâng chỉ là lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú vào trên thiên đạo, không có bao nhiêu người chú ý tới hỏa đạo kia. Trên thiên đạo, mặt đất liên tiếp nứt nẻ, trên cái khe mặt đất đã sầu mấy thước, năng lượng bằng bạc tràn ra, không gian trực tiếp vặn vẹo, gần sóng trong không gian thậm chí còn bạo liệt tạo thành từng mảnh nhỏ trong không gian. Có bảo vật xuất thế, mau tới đó đi. Trong nháy mắt, cái khe trên mặt đất lần nữa nứt ra, đối với năng lượng bằng bạc tràn ra, trong mắt vô số bóng người trên núi non bốn phía tức thì trở nên nham nham và bắn về phía thiên đạo ai dám đi vào diệt chết không tha ngoài thiên đạo có hơn 10 vạn đệ tử nhật sát các hét lớn cả đám dương cung bạt kiếm thả ra sát khí sắc bén ngăn cản đám người chen chúc chạy về phía thiên đạo trọng bảo xuất thế người nào có duyên thì là của người đó nhật sát các các người dựa vào cái gì mà độc chiếm vào ta cũng không tin nhật sát các có thể ngăn cản chúng ta. Chúng ta có nhiều người như vậy, há tất phải sợ nhật sát các nhỏ nhỏ kia. Mọi người đã sớm mất đi lý trí, nhiều người như vậy, sao lại e ngại nhật sát các cản trở? Cho nên cả đám lần nữa tiến lên. đệ tử nhật sát các lập tức lui ra. đồng thời trong lúc đó, trên không trung vang lên thanh âm lớn. lục tiêu du nghe thấy thanh âm này, lập tức nhớ mày chủ nhân của thanh âm này chính là lạc kiến Hậu. chúng ta mau lui ra, nhanh lên. cùng lúc đó ánh mắt của Hắc Vũ đột nhiên biến đổi quát đớn. Những phản xã có điều kiện, quang mang trên chân đám người lục tiêu du, tiểu long, lục tâm đồng, như hoa, dường quá chật lé, thân thể nhanh như tiểm điện lùi về phía sau. Ngay khi đám người lục tiêu du thối lui, sắc mặt của Vũ Tôn nhất trọng tiêu giao bàng kia cũng lập tức biến đổi, lớn tiếng nói, mau lùi lại. Nghe lão giả này nói như vậy, người của tiêu giao băng lập tức có hành động, không chút do dự mà lui về phía sau trong đám người chen chúc trong các ngọn núi, lúc này cũng có vô số thân ảnh trong giấy lát lùi về phía sau. hiển nhiên bọn họ cũng phát hiện ra thứ gì đó. Mà ngay sau khi đám người lục tiêu du thối lui, trong sát na có hơn 10 vạn người nằm về phía của tiên đảo mà đi. Mà cùng lúc đó, trên phía trần trời bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ giống như sấm sét vang vọng trên chín tầng trời. Tiếng nổ vang truyền ra, tiếp theo hòa đạo khổng lồ vô biên đột nhiên tĩnh lặng, trên một ngọn núi cao vót trong mây. Trên hòa đảo vang lên một tiếng đổ vang, một câu hỏa diễm nóng bỏng giống như dòng nước mà ngay cả cường giả vũ tôn cũng phải hết hồn giống như một cơn lốc bắn ra bốn phía. Hỏa diễm nóng bỏng giống như dòng nước, mức độ đậm đặc vô cùng khủng bố, không thể là diễn tả bằng lời. Các bầu trời lập tức được bao phủ bởi một đám hỏa diễm kinh khủng, khí tức nóng mỏng bao phủ trên cao giống như pháo hoa trên bầu trời sức đóng trực tiếp đem gợn sóng trong không gian đốt cháy, khiến cho không gian vặn vẹo liên tục. Ngọn núi khổng lồ kia phun trào, toàn bộ hòa đảo rộng lớn rung động, tiếng nổ vang khiến cho người ta giật mình vang lên liên tục. Từng ngọn núi phun mạnh, hỏa diễm phóng lên cao. Hòa đảo khổng lồ tới mức ngay cả thiên sĩ tuyết sư cũng phải phi hành mấy ngày mới có thể đi qua, mà bây giờ liên tiếp phun trào như vậy, mức độ khủng bố hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Trên bầu trời lúc này toàn bộ đều là khói bụi dày đặc. Vô số người vừa mới nhằm về phía thiên hỏa đảo, lao tới thì gặp phải cảnh núi lửa phun trào, dùng nhằm kinh khủng hóa thành bột cơn lốc, mang theo năng lượng nóng bỏng, hủy diệt, khiến cho đám người vừa rồi chạy nhanh nhất, lập tức làm cái bìa hứng chịu. Hầu như trong chớp mắt, một đám lớn người bị dùng nhằm thổn vệ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên trong hải vực. Thậm chí còn có người, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra được, đã lập tức bị dùng nhàm thiểu đốt Hóa thành tro tàn Dùng nhàm núi lửa phun trào Hoàn toàn bao phủ toàn bộ hải vực Đem toàn bộ thiên đảo bao phủ vào bên trong Đồng tính kinh khủng như vậy Khiến cho đám người phía sau rút cuộc Cũng phát hiện được tình huống có chút không đúng hỏa đảo bạo phát Chạy mau Chạy mau Họa đảo phun trào rồi Cứu mạng Cứu mạng Tiếng cầu cứu vàng đền không ngừng Cùng với tiếng kêu thảm tiết hội tụ lại với nhau tất cả những người phía sau chật vật quay đầu chạy trốn. Tức thì, đoàn người lập tức hỗn loạn, kẻ phóng lên trước đụng kẻ vừa mới quay đầu lại. Tốc độ lập tức giảm đi, mà dung nham nóng bỏng trên bầu trời lại đang bằng trướng với một tốc độ vô cùng nhanh chóng. Những người chạy chậm một chút, liền bị dung nham nóng bỏng bao phủ, chỉ trong nháy mắt đã bị tan chảy. Trong dung nham nóng bỏng này, cho dù là cường giả xuất cấp, một khi bị nó bao phủ thì trong nháy mắt sẽ bị hóa thành trò bụi người có thể trốn, 10 người chỉ có hai người, thậm chí toàn thân còn bị trọng thương, bị bỏng cả người, có người tứ chi trực tiếp bị hòa tan, vô cùng thể thảm. Cả hòa đảo liếc nhìn không thấy tận cùng chìm trong dung nham. Không những vậy, dung nham nóng bỏng còn phóng lên cao, bao phủ toàn bộ hải vực. Thứ có thể nhìn thấy trong hải vực rộng lớn lúc này chỉ có thể là dung nham nóng bỏng. Cảnh tượng chấn động bực này khiến cho bất luận kẻ nào cũng không thể nói ra lời nào dùng nhằm nóng bỏng bắn lên trời rồi rơi xuống vô số ngọn núi phía dưới. Cây cối héo rũ, phá hủy tất cả sinh cơ. Yêu thú dã thú trong nháy mắt bị vùi lấp, dùng nhằm rơi xuống hải vực. Nước biển tức thì cuồn cuộn sôi trào. Vô số sinh vật trong biển không có cách nào chạy trốn khỏi cơn ác mộng. Phía xa xa, không ít khí tức mịt mờ, lúc này cũng đang nhanh chóng thối lui. Trong không trung, thanh âm bạo liệt kinh người truyền ra. Đám người lục tiêu du toàn lực thối lui, chỉ trong nháy mắt chạy ra, cách đó ngàn dặm, lúc này cỗ khí tức nóng bỏng kia mới phai nhạt một chút. Cảm nhận khí tức đáng sợ không thể tạo thành thương tổn với bản thân, thì mọi người mới dừng lại, thở dài một hơi. Khi mọi người nhìn về phía trước, dùng nham ngập trời nóng bỏng trút xuống, một đám lớn người nhanh chóng thối lui, tốc độ chậm một chút thì lập tức bị tầng tầng lớp lớp dùng nham bảo phủ. Vô số thân ảnh lăn lộn trong dung nham, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng đặc biệt những người không thể phi hành như vũ tướng cùng vũ phách linh tướng linh phách cho dù nhanh chân chạy cũng không thể nào thoát khỏi dùng nhàm đáng sợ kia dùng nhàm trực tiếp bao phủ thân thể bọn họ tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên rồi tắt lịm thân thể bị hòa tan trong dòng dùng nhàm nóng bỏng họa sơn phun trào kéo theo hơn hai mươi vạn người hơn hai mươi vạn người này thậm chí đến khi chết còn không hiểu rõ mê hoặc của trọng bảo khiến cho bọn họ mất đi tính mệnh thế nhưng cho dù chết cũng còn chưa biết mặt mũi trọng bảo ra sao. Hỏa sơn thật là khủng khiếp, không ngờ lại có ủy lực đến như vậy. Lục tiêu du sợ hãi thầm than, dung nham này dường như cũng không phải dùng nhàm trong núi lửa kiếp trước. nhiệt độ cao như vậy, quả thực quá kinh khủng. tu luyện giả có tu vi, xuất cấp, một khi lao vào phủ tuyệt đối có thể chạy trốn. Sợ rằng, ngay cả cường giả vương cấp ở bên trong cũng vô cùng phiền phức hòa sơn phun trào thật là khủng khiếp đấy nhìn dung nham trút xuống phía dưới khắp bầu trời bị nhuộm thành một màu đỏ hai mươi vạn người trực tiếp bị hòa tan thành tro trên mặt đám người lục tâm đồng dương quá tiểu long hiện lên vẻ kinh hãi cảnh tượng kinh khủng như vậy đây chính là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy hòa sơn này phun trào thật đáng sợ quân lâm hàn cùng với đám người tiêu dao vang lúc này cũng đã lùi lại bên đám người lục tiêu du rồi kinh ngạc nói chạy đi chạy mau. Bây giờ từng tiếng gấp gáp vang lên theo sự kinh hãi từ trên không trung vang lên. Trên không trung và mặt đất có vô số người thôi đuôi. Trên mặt đất mỗi người đều mang theo vẻ kinh hãi cùng cực và hoảng loạn. Dưới dùng nhàm ngập trời này, chút cuộc lý trí mà bọn họ vừa mới đánh mất đã khôi phục lại một chút. Cả đám vội vàng chạy trối chết. Phía xa xa, trên hòa đảo khổng lồ không gì sánh được kia, dùng nhàm không ngừng phóng lên cao, vẫn còn đang tiếp tục phun trào nhìn bộ dáng này chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể dừng lại. Nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng dung nham che trời, đồ hùng hãn hủy thiên diệt điện này đã yếu đi một chút. Hơn 20 vạn người trong nháy mắt bị thiều chết, lực mê hoặc của trọng bảo thực sự có thể khiến cho người ta mất đi lý trí, điền cuồng đây. Trên một ngọn núi, tự yên chợt nhíu mày trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự bất đắc dĩ. Cũng đáng đợi, muốn đoạt bảo mà cũng không nhìn xem thực lực của mình có đủ hay không. Làm thập tàm lại nói, ai cũng muốn thử vận khí, cho rằng vận khí của mình không tồi, đây là bệnh trùng của nhân loại. Kinh Linh Vương cũng nói, khí tức nóng bỏng tràn ngập không gian, xung quanh tầm mắt đều là dung nhàm nóng bỏng, vạn vật hóa thành tro tàn, trên đỉnh núi liền miên, lúc này đã trở thành thiên hạ của dung nhàm nóng bỏng. Ngay cả hải vực to lớn phía dưới, lúc này cũng đã bị dung nhàm nóng bỏng chiếm giữ. Nhìn cảnh này, những người thoát được trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Trút cuồng cũng nhận được về một cái mạng. Hỏa sân này phun trào quá là kinh khủng. Bây giờ Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn về phía trước. Lúc này, trước mắt của hắn hoàn toàn bị chen lại, chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ ở bên trong. Trong không gian mồng lùng trước mặt, có một cỗ năng lượng bàng bạc không ngừng lan tràn, chấn động nhân tâm. Năng lượng ấy thật là mạnh mẽ. Lẽ nào có bảo vật xuất thế sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du lúc bây giờ bỗng nhiên chậm xuống. Cảm nhận phía trước dường như cũng không còn nguy hiểm gì nữa. Dùng nhàm nóng bỏng kia dường như là cũng không có hiện tượng phun trào, không thể tạo thành thương tổn gì với bản thân. Cho nên chân khí quanh thân hắn tràn ra nói. Quần bằng trụ, chúng ta đi trước nhìn xem một chút. Nói xong, thân ảnh của Lục Tiêu Du chợt lóe, lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu xanh bắn về phía không gian bồng lùng trước mặt. Hạc Vũ cũng không ngăn cản Lục Thiêu Du. Sau khi cảm nhận năng lượng bàng bạc phía trước, cũng lập tức theo sau Lục Thiêu Du. Lục trưởng môn, chúng ta cùng nhau đi xem xét một chút. Quân Lâm Hàn vừa dứt lời, lập tức phất tay, ý bảo mọi người đi theo sau. Trước mặt bảo vật, có ai lại cam lòng làm kẻ tới sau cửa chứ? Ngày lúc đó, đông đảo cường giả thuận lợi, thoát khỏi rụng nhàm giống như là hủy thiên diệt địa từ hỏa sơn, cũng cảm nhận được năng lượng bàng bạc phía trước thân hình cả đám nhoáng lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh bắn về phía hỏa sơn. Hơn 10 vạn người thối lui ở phía xa, lúc này không thể đi tới. Dung nham hỏa diễm khuếch tán ra phạm vi hơn ngàn dặm. Trong lúc nhất thời, dung nham thay thế hải vực, mặt đất tạo thành một dài dương dung nhan. Những người không thể phi hành trên không trung, căn bản không thể tiến thêm một bước. Nếu như đặt chân vào dung nham, thì lập tức chân sẽ hóa thành tro. Dung nham này cũng không biết bao giờ mới có thể tắt được không ít vũ vương linh vương bây giờ không biết pháp thử đi thế nhưng là đi được mấy bước lập tức lùi về phía sau nhiệt độ của dung nham này càng đi vào bên trong càng đáng sợ những người không thể phi hành chỉ có thể sốt ruột trong ngàn dặm đều là dung nham bọn họ không thể vượt qua nó được lúc này cũng không ít vũ giả phòng hệ và người có yêu thú phi hành tiên triển vũ kỹ phi hành và cưỡng yêu thú mang theo sự đắc ý kích động và ước ao của mọi người đi về hướng hỏa sơn nhưng mà những người này không đắc ý bao lâu ngay khi tiến vào không gian mông lung trong hỏa sơn giữa khí tức nóng rực kinh người kia yêu tố phi hành liền hiện lên vẻ uể oải cả đám từ trên không trung rời xuống phía dưới trong hỏa sơn này cỗ khí tức nóng bỏng kinh người kia giống như có thể đốt cháy chân khí trên khí đình trệ khiến cho đám người ti triển vũ kỹ phi hành lập tức rơi từ trên không trung xuống dung nham tiếng kêu thảm thiết lại vang lên liên tục thân thể bị hòa tan trong dung nham vô cùng nóng bỏng, chạy chạy mau. đám người cự yêu thúc vì hành cùng với vũ giả phong hệ tức thì kinh hoàng thối lui, đâu còn dám tiến lên nửa bước. hỏa sơn phun trào, diện tích bụi vụ bao phủ cực lớn, che kín cả bầu trời. bên trong có một số cỗ khí tức nóng bỏng không gì sánh được, sợ rằng ngay cả tu luyện giả xuất cấp đi vào trong này cũng cảm thấy khó chịu. ngay khi đám người lục tiêu du tiến vào trong hỏa sơn, trước mặt mọi người mơ hồ xuất hiện một cái đảo khổng lồ, nguy nga tráng lệ, hình dáng hiển nhiên hiện hiện trước mắt mọi người, thế nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái mơ mơ hồ hồ mà thôi, không nhìn thấy rõ bên trong cho lắm. Trong hỏa sơn, khí tức nóng bỏng kia dường như đều có thể tạo thành không ít ảnh hưởng với chân khí và linh lực. Đương nhiên, loại ảnh hưởng thế này đối với Lục Tiêu Du hiện giờ mà nói hoàn toàn là vô hiệu. Khi Lục Tiêu Du đi qua, đám bụi nóng bỏng này Ánh mắt tức thì biến đổi. Phía trước lúc này cả bầu trời, núi non và hải vực đều tràn ngập dung nham nóng bỏng. Phương viên chỉ ít hơn ngàn dặm chung quanh đều là dung nham bao phủ. Những ngọn núi thẳng tắp chọc trời giống như là cây cột chống trời đều không tránh thoát khỏi số phận bị dung nham nhuộm đỏ. Mà lúc này trên toàn bộ thiên đạo khí tức bàng bạc kia ngày càng chấn động nhân tâm, trực tiếp tạo thành một vòng quang tráo khổng lồ trên bầu trời. Cũng bởi vì vậy thiên đạo mới không bị dung nham bao phủ, mà có thể ngăn cản dung nham ở khoảng cách gần như vậy, trình độ cường hãn không cần phải nói. Chủ vị thiên đạo vốn là hải vực, thế nhưng lúc này thay vào đó lại là dung nham cuồn cuộn. Trên mặt dung nham xuất hiện hòa diễm nóng bỏng, phía xa xa trên hỏa đảo rộng lớn kia vốn cực kỳ gồ ghề, những hòn đá lạ lùng san sát, thế nhưng lúc này đều bị dung nham bao phủ, chung quanh còn có không ít miệng núi lửa đang phun trào ra dung nham nóng bỏng những năng lượng hiện tại đã yếu bớt không thể phun ra tới một vị trí xa như lúc ban đầu dưới nhiệt độ nóng bỏng như vậy không khí như bị bốc hơi từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đỏ rực toàn bộ bầu trời mơ hồ được bao phủ bởi một tầng không khí màu đỏ nhàn nhạt, nhạt nhiệt độ nơi này so với chung quanh còn cao hơn rất nhiều lục tiêu du luôn cảnh giác nhìn về phía trước từ hỏa sơn phun trào cho tới hiện tại sợ rằng nơi này không phải là địa phương tốt lành gì nếu không cẩn thận một chút, sợ rằng cái mạng nhỏ sẽ để lại ở đây cũng là chuyện không phải là không có khả năng. Hắn nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Hầu như càng cùng một lúc khi lục tiêu du xuất hiện ở bên ngoài những đám mây lửa mang theo bụi bù, thì phía xa cũng xuất hiện vô số thân ảnh. Cả đám đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước khắp bầu trời tràn ngập dùng nham thế nhưng thiên đạo lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Từng đạo thân ảnh dừng lại bên ngoài thiên đạo cảm nhận năng lượng bàng bạc tiết ra ngoài, khiến cho sắc mặt tất cả mọi người âm thầm biến hóa. Một lát sau thì đông đảo cường giả không ngừng đi qua từng đám bầy lửa, thế nhưng không có ai muốn là người đầu tiên đặt chân lên thiên đạo, cảm nhận năng lượng bàng bạc chung quanh khiến cho không ai dám tiến lên phía trước. Điều này cũng khó trách, người có thể xuất hiện ở chỗ này hiện tại đều được liệt vào hàng cường giả, đều có bối cảnh của mình, không phải người của các sơn bồn lớn thì là cường giả tán tu đương nhiên không có ai dại dột cam tâm tình nguyện làm kẻ đi đầu mở đường cho những người khác nhân số ngày càng nhiều tới cuối cùng có trên vạn người rất nhiều vũ xuất linh xuất vũ vương linh vương trong đó mà còn có không ít khí thức mịt mờ không khó đoán ra bên trong còn có cường giả tồn cấp tâm thần của lục thiếu du tỏa ra những người này không vội đương nhiên hắn cũng không phải vội năng lượng bằng bạc như vậy nếu như thực sự có bảo vật xuất thế mà nói không có nguy hiểm gì xảy ra mới là chuyện lạ mà khi tâm thần lục tiêu du tỏa ra chung quanh đột nhiên cảm thấy có mấy ánh mắt lạnh lẽo nhìn tới lục tiêu du nhíu mày quay về phía mấy ánh mắt lạnh lẽo kia ánh mắt lục tiêu du lập tức biến đổi trong mấy đạo thần ảnh này có một người lục tiêu du biết người này không phải là ai khác mà chính là không linh vương của linh vũ giới hoàn ra ngõ hẹp trong mắt của lục tiêu du bắn ra hàn mang đối với linh vũ giới hận ý trong lòng lục tiêu du không cần phải nói lập tức lục tiêu du đảo mắt nhìn qua mấy người còn lại trước mặt không đình vương có một người tuổi chừng ngũ tuần cả người da bọc xương khí tức trên người như có như không hai mắt giống như đến từ cựu u địa ngục khiến cho người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy hết hồn vũ tôn ánh mắt của lục tiêu du kẽ đổi tu vi người này nhất định đã đạt tới vũ tôn không những thế còn không phải là vũ tôn bình thường lục tiêu du phỏng đoán khí thức của người này sợ rằng so với thánh vũ thiền tôn nguyễn thượng hành cũng không kém bao nhiêu bên người này còn có hai người nữa đều là lão giả nhìn qua chừng ngũ tuần khí thức như có như không thế nhưng khí thức mơ hồ tiết ra kia khiến cho lục tiêu du nhướng mày chỉ sợ hai người này cũng là vũ tôn về phần những người còn lại lục tiêu du không khó nhận ra đều là vương cấp có một người khí thức dường như so với khổng linh vương còn mạnh hơn không ít. Bà vũ tôn, sáu vương cấp. Ánh mắt của lục thiêu du run lên. Thực sự của linh vũ giới này quả thực vô cùng cường hãn. Cũng không biết phía sau có bao nhiêu thực lực. Mà lần này hắn cũng không nhìn thấy làng thành tuyển kia. Nhận thấy làng thành tuyển kia tức giận trong lòng lục thiêu du đã phai nhạt đi không ít. Dường như sau khi điên cuồng phát tiết ở trong bật thất, cơn tức giận của hắn cũng được phát tiết không ít. Thế nhưng đây chỉ là hận ý đối với cá nhân lăng thanh tuyển mà thôi. đối với linh vũ giới mà nói vẫn còn không tiêu tán bao nhiêu, có lẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. không linh vương lúc bây giờ đó chính là lục tiêu du sao? trong bầu trời lão già có ánh mắt âm hàn bên cạnh không linh vương nhìn về phía lục tiêu du rồi hỏi không linh vương không sai hắn chính là lục tiêu du tiểu đồng bên người chính là một đầu yêu thú kinh khủng có thể hiệu lệnh vạn thú hai bên chính là lục tâm đồng và dương quá hạng y nhân kia thì ta chưa từng gặp mặt qua không linh vương nhìn đám người lục thiêu du ánh mắt nhìn thân ảnh màu đen kia cực kỳ nghi hoặc bởi vì mặc kệ hắn dò xét ra sao căn bản không nhìn ra khí tức của người này vô linh khí thiền cấp còn có linh khí địa cấp bảo vật trong giới cần có khả năng cùng nằm trong tay của hắn lần này không thể để cho hắn chạy thoát nữa không linh vương lại nói đó là chuyện đương nhiên sau khi chúng ta giải quyết việc thiên đảo xong, thì giải quyết hắn cũng không muộn. Lần này nhất định sẽ bắt được hắn. Ta không tin, mỗi lần đều có người cứu hắn. Lão giả âm hàn lạnh nhạt nói, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về viết lục tiêu du, thần khí từ đôi huyền đỉnh, khiến cho trọng lòng hắn phải sôi trào. Lão đại, kia chính là người của linh vũ giới đấy. Lúc này tiểu long, dường quá, như hoa, đều phát hiện ra đám người không linh vương của linh vũ giới. Trong mắt của cả đám đều hiện lên hàn ý. Có cơ hội, thì giết mấy người này đi. Ánh mắt của lục thiếu du trầm xuống. Nếu như lần này có cơ hội, có cừu thì báo cừu, có oán thì báo oán. Thế nhưng hiện tại còn chưa phải lúc. Ánh mắt không có chút ý tốt nào của đám người linh vũ giới. Đương nhiên lục thiêu du có thể cảm ơn được. Bà phụ tôn, sáu phương cấp, chỉ tiếc hắn không giống khỉ trước nữa, còn có hắc vũ bền người. Đến lúc đó, ai đối phó ai còn chưa nói trước được ngay khi lục tiêu du rời mắt khỏi lão già có ánh mắt âm hàn của linh vũ giới sau mặt đột nhiên biến đổi phía ra xa, xa trong đám cường giả đồng đảo đang lăng không đứng đó lục tiêu du phát hiện ra không ít khuôn mặt quen thuộc mà có thể nói những khuôn mặt quen thuộc này ít nhiều có quan hệ với hắn các chủ nguyệt lòng các thu thủy vương bối hải linh các chủ thần kim các địa cường vương thần bộ tiêu đạo chủ địa viêm đảo thần hòa vương địch viêm đạo chủ khôn dương đảo thiên dương vương Dương Tể Thuyền. Người của bốn sơn môn này đều nhìn về phía Lục Tiêu Du. Khi nhìn Lục Tiêu Du còn khẽ mỉm cười, dường như đám người này còn chưa biết chuyện trên vạn đảo nhai, càng không biết giáo chủ thanh đình giáo chính là Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nhìn qua, ánh mắt nhìn về phía thu thủy vương bối hải linh. Trên người bối hải linh này mặc một bộ y phục màu đỏ, bao phủ đường cong lung linh, khuôn mặt xinh đẹp, cảm nhận ký tức người này. Lục Tiêu Du lập tức nhíu mày. Hiện tại, hắn mới nhớ tới một chuyện. Nữ nhân này dường như có chút giống như nữ nhân có một chiếc chìa khóa của huyền thiền bí cảnh khi trước. Ba người có chìa khóa khi trước, ngoại trừ hắn ra thì một người có lẽ là phiên hải vương Lạc Kiến Hồng, còn có một nữ nhân sợ rằng chính là thù thủy vương này đây. Tại sao tên lục thiêu du này lúc nào cũng đi tỉa gái như vậy? Ô, thiền vần đảo, đạm đại tuyết vi. Lục thiêu du nheo mắt, nhìn phía xa, hắn một lần nữa nhìn thấy không ít thân ảnh Trường mấy người này chính là một nữ tử tuyệt mỹ. Đây chính là đạm đại tuyết vi. Phía sau còn có hỏa đào vương, kiếm linh vương, cao trường cung. Mặt khác còn có một nam một nữ khác. Khí thức như ẩn như hiện. Người khác có thể phát hiện ra. Không thể nghi ngờ, hai người này cũng là cường giả tồn cấp. Mặt khác còn có không ít cường giả vương cấp. Nhưng có chút ngạc nhiên là nhìn toàn trường. Lục tiêu dù cũng không có nhìn thấy mộ dùng làn nàn. Điều này quả thực có chút kỳ quái. Lúc này đám người của thiền vần đảo cũng nhìn về phía lục tiêu du. Ánh mắt đám người hỏa đào vương kiếm linh vương, cao trường cung, nhìn lục tiêu du, không có ý tốt chút nào. Lập tức hỏa đào vương cúi đầu, nói với hai lão giả một nam một nữ kia cái gì đó. Ánh mắt của hai người kia lập tức nhìn về phía lục tiêu du. Đạm đài tuyết phi thì đứng ở phía xa, gần đầu với ba người lục tiêu du, lục tâm đồng, dường quá một cái, coi như là chào hỏi. Linh vũ giới, thiền vần đảo, nguyệt long các, thần kim các, địa viêm đạo, khôn dương đảo. Lục tiêu du đưa mắt quét nhìn mấy phương thế lực, trong lòng im lặng, chỉ trong chốc lát xuất hiện người của sáu thế lực mà hắn đối địch. Sáu thế lực này chỉ có đám người linh vũ giới là dùng ánh mắt căm thủ nhìn hắn. Thiên vận đảo còn có nguyệt lòng các, thần kim các, địa viêm đảo, khôn dương đảo. Bốn thế lực lớn này, một khi biết được chuyện tình vạn đảo nhai, sợ rằng sẽ trực tiếp động thủ với hắn. Giờ phút này, Lục Tiêu Du đảo qua mấy thế lực khổng lồ, trong lòng không nhịn được mà khẽ thở dài. Lần này quả thực đi vào hàng hồn đây, không ngờ tất cả những người này đều tới cùng một lúc. Còn có đảo chủ kiền hiên đảo Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông, các chủ tình nguyện các hắc linh vương ổ chấn vũ. Lục tiêu du đưa mắt đảo qua lần nữa, lúc này cảm được hai cỗ thế lực lớn mới tới, tám thế lực lớn trong đồng hải, rốt cuộc đã tới đồng độ. Ánh mắt của hắn đánh giá chung quanh, trên cơ bản mọi người đều đang nhìn những người khác từng đạo ánh mắt quét chung quanh cũng có không ít ánh mắt nhìn về phía lục tiêu du không ít người nhìn thấy lục tiêu du tức thì sắc mặt có chút biến hóa không ngờ tiểu tử này vẫn còn ở đông hải lần này không thể để cho hắn chạy thoát kiếm linh vương của thiên vân đảo nhìn lục tiêu du hàn ý trong mắt hiện lên lục tiêu du giết đệ tử của hắn trong lòng hắn không thể buồn xuống được cục hận này lục này bảo vật quan trọng hơn việc này cứ tạm gác lại sang một bên đi đã họ đa vương nói ra kỳ từng trong lòng hắn rất rõ ràng thực lực của bọn họ không thể làm gì được lục tiêu du bất qua hiện tại có hai vị thái thượng trưởng lão ở bên cho nên mới có hắn nắm chắc đạm đài tuyết vi nhìn lục tiêu du phía xa xa trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì Kaka, cà, cà, người đối đầu với chúng ta tới đây cũng không ít lục tâm đồng nhìn bốn phía rồi nhẹ nhàng nói với lục tiêu du kể ra thì cũng không sao lục tiêu du mỉm cười dù sao đi nữa đã có nhiều thế lực đối địch với mặt như vậy, hắn có trốn tránh cũng không được. Hiện tại hắn cũng không còn giống như khi trước nữa, từ lúc cuối cùng làm những sơn môn này kinh sợ cũng tốt, hiện tại hắn cũng không phải quả hồng mềm gì cả. Từ trong đội hình của các nhân mã các phương, Lục Thiết Du phỏng đoán, Bật luận một sơn môn nào, có lẽ hiện tại hắn đều có thể chống lại, chỉ là vạn nhất đám người kia liên thủ lại thì quả thực có chút phiền toái, không biết nhiều như vậy Hạc Vũ có thể chống đỡ được không? Nghĩ như vậy, Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn chung quanh, không biết Thánh Linh Thiền Tôn và Thanh Vũ Thiền Tôn cùng chúng cường giả Thánh Linh Giáo đã tới chưa vậy? Đám vô liêm sỉ này đều tới rồi. Lúc này, trong tay Lục Tiêu Du vang lên thanh âm của Hắc Vũ. Lục Tiêu Du theo ánh mắt của Hắc Vũ nhìn lại, trong không trung phía sau đám người Thánh Linh Thiền Tôn tập hạo nhiên, Thanh Vũ Thiền Tôn Nguyễn Thượng Hành cùng chúng trưởng lão vương cấp và hai tôn lão hộ giáo đang đứng cách xa nhau, giống như là hai thế lực khác biệt, dường như không muốn cho người khác quá chú ý. Nhìn thấy Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn về, tập hạo nhiên, Nguyễn Thượng Hành tức thì gật đầu. Lục Tiêu Du quay đầu kẽm mỉm cười, có thánh linh thiền tồn, thánh vũ thiền tồn đến đây, lần này coi như linh vũ giới không may rồi. Đợi đến khi hợp nhất, nhất định phải cho linh vũ giới một chút giáo huấn. Lục trưởng môn, xem ra lần này cường giả tới cũng không ít cách lục tiêu du không xa quân lâm hàn khẽ nói ánh mắt quét về phía bốn phía những tên lực lớn ở đồng hải trên cơ bản đều đã tới tiêu giao vương không ngờ người cũng tới đây một thanh âm vang lên lập tức có hơn chục đạo thân ảnh lắc mình nhảy ra trong nháy mắt xuất hiện trên người quân lâm hàn người dẫn đầu là một nam tử trung niên phong độ vô cùng vọng người cao ngất trên người mặc một bộ hoa phục thoạt nhìn vô cùng văn nhã vô cùng cao quý <laughs> thì đừng công tử, lão gia hỏa người cũng tới sao? Không ngây ngốc như ở thiên ưng lâu của người mà chạy tới đây làm gì? Quân lâm hàn nhíu mày, lập tức mỉm cười, dường như hai người quen biết nhau vậy. Nếu người đến thì sao ta không thể đến chứ? Nhìn dáng vẻ này, nhất định sẽ có trọng bảo xuất thế, ta càng là phải tới. Nam tử 40 này nhíu mày, ánh mắt không tự chủ, mà nhìn về phía đám người lục tiêu dục. Không ngờ, đường đường chính chính là lục trưởng môn cũng tới đây từ cổ vực tới đây cũng không hề gần lẽ nào trưởng môn đã sớm không còn ở cổ vực nhìn lục tiêu du sắc mặt nam tử trung điền này cực kỳ nghi hoặc lục trưởng môn ta giới thiệu với người một chút tiêu do vương quân lâm hẳn tức thì nói quân bàng chủ thiên ưng công tử của thiên ưng lâu ta đã từng được nghe nói qua lục tiêu du mỉm cười nhìn chăm chú vào nam tử trung điền trước mặt rồi nói Người này, Lục Tiêu Du đương nhiên là còn nhớ. Khi trước trên điện nhàm đảo, người này cũng xuất hiện qua. Sau khi thôi hồn độc vương đồng vô mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh giới thiệu, thì hắn mới biết được người này là lâu chủ thiên ưng lâu. Hàn Tử Khiêm, người đời gọi là thiên ưng công tử. Thiên ưng lâu cũng là một sơn môn cực kỳ khiêm tốn. Kỳ khi thực thực lực cũng thầm bất khả trắc. Chỉ rơi mấy quái vật lớn như tàm tông tứ môn từ các tứ đảo mà thôi. Giữa phút này, Lục Tiêu Du cũng nhìn vào trên người của thiên ưng công tử này. Thiên ưng công tử, hàn tử khiêm này, nhìn qua như 40 tuổi. Thế nhưng tuổi tác hắn không chỉ có 40. Có lẽ là do bảo dưỡng cực tốt. Khi tức trên người thủ liễm, không tràn ra một chút nào. Sợ rằng đã tên đỉnh vương cửu trọng. Phía sau còn có đồng đảo cường giả vương cấp. Còn có một lão phụ nhân dáng vẻ già nua, ánh mắt như sao. Cường giả linh tôn à? Ánh mắt lục tiêu du biến đổi, lại thêm một cường giả linh tôn từ khí tức, có thể thấy được tu vi người này không kém viên tự thành là bao. Cho dù kém cũng không nhiều. Nếu như hắn suy đoán không sai, thì lão vũ nhân này hẳn là linh tồn nhị trọng. Nhìn thấy mấy người của thiên ưng lâu, trong lòng lục tiêu du không khỏi sợ hãi thầm than. Trước đây hắn quả thực không chú ý tới khắp nơi đều có cường giả tồn tại. không ngờ ngay tất cả tên thật của ta mà lục trưởng bồn cũng biết. Tên của ta không vang dội như hai vị nhạc phụ Ngọc Linh Vương và bôn giật vương của lục trưởng môn. Thiên ưng công tử mỉm cười nói. Thiên ưng công tử, người đương nhiên không thể so sánh với Ngọc Linh Vương và bôn giật vương. Người biết tới thiên ưng lâu của ngươi cũng không có bao nhiêu. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, dường như không chút khách khí với thiên ưng công tử. Lục tiêu du nhíu mày nhìn về phía phát ra thanh âm. Lúc này phía trước có hơn chục thân ảnh đáp xuống. Một cỗ khí tức vô hình tràn ra. Người dẫn đầu là một thanh niên, trên người mặc một bộ trường bào màu trắng, giống như tuyết, tuổi chứng 27, 28, ngũ quan tình xảo, giống như điều khắc, khuôn mặt trắng nõn, hai mắt giống như hổ nước sâu, trong tay cầm một cái quạt màu trắng. Nam tử tuấn lãng như vậy, quả thực không thấy nhiều lắm. Lục Tiêu Du nhìn thấy người này không khỏi nhớ tới phi ưng Lăng Phong và Lam Thập Tam. Lăng Phong phòng độ, Lam Thập Tam thì tiêu sái tuấn lãng, tuyết sư thì ủy vũ cao ngất. Người này tuy rằng tuấn lãng, thế nhưng Lục Tiêu Du nhìn một chút, lập tức có cảm giác trên người thanh niên này có một cỗ khí thức âm u. Âm dường vương, người cũng bò được tới đây sao? Thì đừng công tử quay đầu lại, nhìn thấy người mới xuất hiện cũng không tức giận mà mỉm cười nói. Thánh linh Công ở ngay gần đây, sợ rằng âm dường vương đã sớm tới rồi. Tiêu giao vương quân lâm, bây giờ tiến lên một bước rồi cười nói. Tiêu giao vương cũng tới rồi sao? Lần này thì thực sự là náo nhiệt rồi nam tử mặc áo bào trắng mỉm cười nói ra ba người dường như đều quen biết nhau hai lão già hỏa các người còn chưa chết sao là phụ nhân linh tôn trong thiên ưng lâu nhìn vào lão già trong tiêu giao bàng và lão già phía sau thanh niên mặc áo bào trắng lạnh nhạt nói ta phi người chưa chết ta chết làm sao được ta còn chưa sống đủ đây này lão già dán đua phía sau thanh niên mặc áo bào trắng lên tiếng nói nhưng không có chút văn nhã nào đã vậy còn phun ra một ngụm nước bọt rồi nhìn lão phụ nhân của thiên ưng lâu nói. Vậy người cẩn thận một chút, không ít lão già hỏa đều tới, cẩn thận lại ngã xuống đấy. Lão phụ nhân của thiên ưng lâu lạnh nhạt nhìn lão già này rồi nói. Ô, vị này là ai? thanh niên tuấn mỹ kiệt đảo qua người của thiên ưng lâu, tiêu giao bang rồi nhìn về phía đám người lục tiêu du. Nhìn tới lục tiêu du đứng ở bên người thiên ưng công tử và quân lâm hàn cho nên có chút nghi hoặc hỏi. Nhìn cỗ khí tức thượng vị giả bất phàm trên người lục tiêu du khiến cho ánh mắt thanh niên tuấn mỹ này khẽ giật mình bằng vào ánh mắt nhìn người của hắn đương nhiên không có nhận ra người trước mặt này có chút bất phàm đến đây đi ta giới thiệu cho người một chút vị này chính là trưởng môn lục tiêu du của phi linh môn ngoài ra còn có muội muội lục tâm đồng và huynh trưởng dường quá nhìn với người này đám người lục tiêu du quần lâm hàn lập tức giới thiệu sau khi biết quan hệ của dường quá và lục tiêu du khiến cho hắn kinh ngạc khổng ngớt. Chuyện lục Tiêu Du và Lục Tâm Đồng là huynh vội hắn đã sớm biết, thế nhưng không ngờ Dương Quá này cũng vậy. Trong lòng của hắn lúc này không khỏi cảm thán, Lục gia này quả thực quá nghịch thiên, Bà huynh vội đều là một trong thập đại cường giả, quá kinh khủng. <laughs> Hóa ra người chính là Lục Tiêu Du của Phi Linh Bồn, gần đây danh tiếng đại thịnh sao, cường giả đứng đầu thập đại cường giả, linh vũ song tu vũ giảng ngũ hệ, lại là một tiểu xuất ca ca chứ quả từng khiến cho ta ngoài ý muốn. Còn có lục tâm đồng bài danh thứ ba, dường quá bài danh thứ năm cũng có mặt, nếu là nhân tài kiệt xuất trong giới đám trẻ tuổi đây đấy. Nghe quần lầm hẳn giới thiệu, thành điền tuân mỹ kia tức thì ngẩn ra rồi lập tức cười nói. Tiếng cường này không ngờ lại giống như chuông bạc. Bây giờ thanh thúy động lòng người. Nữ nhân giả nam trang à? Lục tiêu du đưa mắt nhìn kỹ thành điền tuân mỹ này từ đầu luôn khiến cho hắn có cảm giác ẩm nhu hóa ra là nữ giả nam trang. Lục trưởng bôn, ta giới thiệu với người một chút, vị này chính là cốc chủ thánh linh giáo, ẩm dường vương dạ vị ư. Tiêu giao vương quần lầm hàn nhìn thấy lục tiêu du, nghi hoặc lập tức giới thiệu lục tiêu du. Thánh linh cốc ư, lục tiêu du sửng sốt, quả thực hắn chưa từng nghe nói qua sự tồn tại của thế lực này, có lẽ cũng là một sờn bồn cực khiêm tốn. Thiếu chủ, Thánh linh cốc chính là một thế lực không kém trong đồng hải, vẫn luôn khiêm tốn cường giả trong môn cũng không có ít. Ta nhớ trong thánh linh cốc còn có một cường giả khi trước có giao tình không tệ với chủ nhân. Hắc vũ truyền âm nói với lục tiêu du. Hóa ra là giã cốc chủ, ta có lễ. Nghe Hắc vũ nói trong thánh linh cốc có cường giả có giao tình với sư phụ. Lục tiêu du không khỏi cảm thấy thần cận vài phần. Nhưng người này sợ rằng công chỉ 2728, chắc hẳn bảo dưỡng không tội cho nên mới như vậy. Mà khí tức người này cũng không kém, Lục Tiêu Du nhớ mày, sợ rằng đã tới vũ vườn cửu trọng. Lục trưởng môn đã khách khí rồi, lần trước thiền địa các mời thánh linh cốc chúng ta tham dự thi đấu thập đại cường giả. Ta cho rằng không có gì hay ho, thế nhưng không ngờ sau này đã nghe nói lục trưởng môn một mình đấu chín cường giả cùng lứa, linh vũ song tu vũ giả ngũ hệ khiến cho người ta khiếp sợ. Sớm biết như vậy, ta đã đi góp mặt rồi. Dạ vị ương mỉm cười, cái quạt trong tay thu lại, khẽ đáp lễ dạ cốc chủ quá khen rồi lục tiêu du nói trung quy hắn vẫn có cảm giác vì dạ cốc chủ này có chút quái dị tiêu giao vương chúng ta không ngờ lại gặp nhau vậy thì cứ quy củ cũ đi bằng công làm sao chúng ta có thể tranh với tứ các tứ đảo thiên đường công tử hàn tử khiêm lại nói ta thì không vấn đề gì dù sao đi nữa đây cũng không phải lần đầu chúng ta hợp tác dạ vị ương quay đầu lại nói ẩm dương vương thiên ưng công tử lục trưởng môn đã ở cùng tiêu giao bằng chúng ta thêm lục trường bôn nữa chắc hẳn không có vấn đề gì chứ tiêu gia vương quần lâm hàn lại nói nghe thấy tiêu gia vương quần lâm hàn nói vậy thiên ưng công tử và âm dương vương lập tức nhìn về phía đám người lục tiêu du cường giả vũ tôn linh tôn trong sân bôn cũng đảo qua đám người lục tiêu du cuối cùng nhìn về phía hắc vũ mấy cường giả này khẽ giật mình thiên ưng lâu ta không đồng ý nghe nói phi đình bôn của lục trường bôn cũng bất phàm thiên đừng công tử lập tức nhẹ giọng nói hoàn nghênh lục trưởng bôn gia nhập. Hà Vĩ Ương mỉm cười, tuy rằng là nữ giả trang nam, thế nhưng cũng tuyệt khổng xấu xí, sợ rằng một khi khôi phục thân phận nữ nhân tuyệt đối là một mỹ nữ, ruột ngày đi tìa gái. Lục Tiêu Dung mỉm cười, trên đừng lâu và thánh linh cốc do dự, chắc hẳn là vì suy nghĩ xem thực lực của hắn có tư cách gia nhập hay không. Liên thủ với ba sơn môn này, Lục Tiêu Dung cũng không phản đối, thực lực của ba sơn môn này tuyệt đối không kém. Trong đông đảo cường giả và các thế lực như vậy, liên minh với người khác là lựa chọn tốt nhất. <laughs> lục thiếu du, tiểu tử ngươi quả thực ở chỗ này sao? Ngay khi lục thiếu du suy nghĩ, thì có một tiếng cười sang sảng truyền tới. Lục thiếu du sửng sốt lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy trước mặt có hơn chục thân ảnh thả người nhảy tới. Vô hình trung có một cậu uy áp mạnh mẽ tràn ra không trung, khiến cho trong không trung vang lên âm hưởng rất nhỏ. Mà hơn chục người này cũng xuất hiện, rõ ràng trước mặt mọi người. Trước bây người chính là Lam Thập Tam, bên cạnh còn có Tử Yên, trong đó còn có một lão giả bất phạm. Trong khí thức bình thản kia, vô hình trung khiến cho người ta cực kỳ áp lực. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vào, người vừa mới nói chính là một thanh niên mặc áo bào màu lam, tuấn lãng bất phạm, trên mặt mang theo tiêu ý, đủ để bất luận nữ nhân nào động tâm. Mà người này không phải làm thập tam thì còn có thể là ai cử chứ. Bên người làm thập tam còn có một nữ tử tuyệt mỹ trong đôi mắt như bảo thạch giống như hồ nước kia bắn cho vẻ quyến rũ nhẹ nhẹ lục tiêu du liếc mắt nhìn lại vô hình trung trên người nàng đã nhiều thêm khí chất thành thục làm thập tam tự yên cô nương các người không phải cũng tới sao nhìn thấy hai người lục tiêu du tức thì mỉm cười rồi nhìn về phía kình linh vương kẽ gật đầu mà ánh mắt của hắn cũng lập tức nhìn về phía ba lão giả phía sau lập tức lục tiêu du ngẩn ra hai vũ tôn một linh tôn lục tiêu du không khó cảm giác ra Tực lực của ba người, cường giả tôn cấp ba người, phía sau còn có không ít cường giả vương cấp. Thực lực tiên địa các phái tới đây quả thực là cực kỳ cường hãn. Lục trưởng môn, người tới thật sớm. Tự yên mỉm cười, ánh mắt nhìn vào thân ảnh màu xanh quen thuộc kia. Nhìn nam tử trên mặt, luôn mang theo chút tà khí này. Trong lòng của nàng có một cỗ cảm giác khác thường xuất hiện. Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự vui vẻ. Cỗ cảm giác khác thường này khiến cho ngay cả bản thân của nàng cũng vô cùng kỳ quái vì sao bản thân của nàng lại có cảm giác như vậy đối với hắn cửa chứ? Hóa ra là thánh tử và thánh nữ thiền địa các, còn có kình linh vương. Nhìn thấy người thiên địa các tới, tiêu gia vương, thiên ưng công tử lập tức tiến lên bắt chuyện, mà dạ vị ương lúc này đang dùng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía tử yên. Mỗi một vị thánh nữ thiền địa các đều đẹp tuyệt mỹ không gì sánh được, đẹp thực, thực sự là đẹp. Âm ừ, dương vương, 20 năm không gặp, thế nhưng người càng ngày càng trẻ ra. Nhìn âm dương vương, kinh linh vương lại nói, nữ nhân có mà giữ được tuổi xuân của mình, đương nhiên sẽ giả đi. Ta mất không ít công phu mới lấy được một viên trú nhàn đàn từ tứ tuyệt yêu cơ. Lão già hỏa nhà ngươi đã giả đi không ít. Nhìn kinh linh vương, dạ vị ường khẽ nói, hỏa vân tồn giả, phục yêu tồn giả, diệu linh tồn giả, đã lâu không gặp. Trong thiên ưng lâu, lão phụ nhân kia nhìn ba cường giả tôn cấp của thiên địa các lập tức hành lễ không ngờ Quy Ngọc Tôn Giả cũng tới đây. Trên trăm năm rồi đúng không? Sợ rằng thực lực của Quy Ngọc Tôn Giả lại có đột phá lớn. Trong thiên địa các, cường giả tôn cấp ở giữa lên tiếng. Cho dù như vậy cũng vẫn kém các người. Thực sự, thực lực các người sợ rằng cũng tỉnh tiến không ít. Là phụ nhân của thiên ưng lâu được gọi là Quy Ngọc Tôn Giả, tức thì bìm cười nói. Bây giờ lục tiêu du, ta còn tưởng rằng người còn không quan tâm tới việc trọng đại bực này. Sau khi chấm dứt việc này, chúng ta lại đánh một trận nữa. Trong khi mọi người nói chuyện với nhau, Lam Tập Tam chỉ có hứng thú với một mình Lục Tiêu Du. Lam Tập Tam, hay là ngươi cùng ta đánh một trận, ta cũng đang chờ cùng ngươi đánh một trận đây. Dương Quá tiến lên một bước nói, nhìn thấy Lam Tập Tam, trên ý trong mắt nổi lên. Khi trước trên bình nhàm đảo, hai người đại chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng ngang sức ngang tài. Nói thật tùy rằng khi trước, hai người đều buông tay đánh một trận, thế nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút cố kỵ vạn nhất tiêu hào hầu hết chân khí, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên hai người cũng không thực sự thoải mái. Đây cũng là tiếc nuối trong lòng hai người. Cũng được, dù sao hai người đều là người mà ta muốn đánh một trận. Lam Thập Tam nói ra, trong đám người trẻ tuổi khi trước, hắn không đặt vào trong mắt. Thế nhưng từ sau khi trở về từ Bình Nham Đảo, hắn đã không suy nghĩ như vậy nữa. Ba người trước mắt này đều là đối thủ của hắn. Lam Thập Tam, ta thấy chúng ta cũng nên đánh một trận, Lục Tâm Đồng mỉm cười, nhìn về phía Lam Thập Tam rồi nói Quên đi, động công của người ta không muốn dày vào Lam Thập Tam nhíu mày rồi mỉm cười nói ra Động công của Lục Tâm Đồng khiến cho hắn cực kỳ cố kỵ Lục Tiêu Du và Lam Thập Tam tử yên quan hệ của mấy người này đều không tồi Bởi vậy Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc Nhìn thấy chuyện này, ánh mắt có chút biến hóa Thực lực của thiên địa các thần thần bí bí Thánh tử, Thánh nữ có địa vị cực kỳ cao trong thiên địa các không biết vì sao Lục Tiêu Du lại có chút quan hệ tốt với thánh tử, thánh nữ của thiên địa các như vậy. Lục trưởng bôn, xem ra thực lực của trưởng bôn tịnh tiến không ít. Tự yên vẫn luôn nhìn vào trên người Lục Tiêu Du, cảm nhận khí tức trên người hắn. Tuy rằng nàng không biết Lục Tiêu Du hiện tại đã tới bước nào, thế nhưng nàng có thể đoán ra thực lực hiện tại của Lục Tiêu Du so với khi trước đã mạnh hơn rất nhiều. Loại tốc độ tu điện này quả thực vô cùng nhanh chóng. Lục Tiêu Du mỉm cười đối với câu hỏi của Tử Yên cũng không trực tiếp trả lời, mà khẽ cười cười, lại nói. Tử Yên cô nương, lần này thiên địa các chắc hẳn cũng vì động tĩnh trên thiên đảo mà tới đúng không? Không sai, động tĩnh lớn như vậy, ta cũng muốn tới kiến thức một phen. Tử Yên liếc mắt nhìn về phía lục thiêu du, sau đó lại nhìn về phía Linh vũ giới và đạn đại tuyết vi, cùng người thiên vân đảo phía xa, lập tức nói. Ta nghe nói lục trưởng môn ở trong đồng hải này tạo ra không ít động tĩnh lục trưởng bồn có tốt không? Chuyện này bây giờ vẫn còn tính là tốt, không biết kế tiếp có còn tốt được hay không nữa. Lục tiêu du mỉm cười, hắn biết tử yên đang ám chỉ chuyện gì, sợ rằng chuyện hắn đắc tội với thiền vận đảo và chiến đấu kịch liệt với đỉnh vũ giới trong đồng hải cũng không tránh được ánh mắt của thiền địa các. Về phần chuyện thánh linh giáo, lục tiêu du không đoán được ra thiền địa các có biết được hay không. Đến lúc đó, nếu như có gì cần hỗ trợ, lục trưởng bồn cứ mở miệng, nếu như thiền địa các chúng ta có thể giúp đỡ thì nhất định sẽ không từ chối đâu tự yên nhìn lục tiêu du mỉm cười nói thanh âm dường như cố ý Truyền ra ngoài khiến cho không ít người có tâm nghe được ánh mắt lập tức biến hóa lục tiêu du mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu trong lòng hắn cũng cực kỳ nghi hoặc tự yên này nói đương nhiên là đại biểu cho thiền địa các thiên địa các đã biết rõ hắn đắc tội Với người cũng không ít không ngờ lại tình nguyện mạo hiểm giúp đỡ hắn điều này có chút kỳ quái đây lục tiêu du suy nghĩ không ra hắn và thiên địa các dường như quan hệ cũng chưa tới bước này thiên địa các sao lại tốt với hắn như vậy rốt cuộc là vì sao cơ chứ nghĩ tới nghĩ lui lục tiêu du chỉ có thể nghĩ tới thiên địa các hẳn đã sớm biết được thân phận của lục vô song chẳng lẽ là để mặt gia tộc sau lưng lục vô song cho nên với bảo hộ cho hắn như vậy sợ rằng cũng chỉ có lý do này mới coi như hợp lý trong lòng suy đoán vẻ mặt của lục tiêu du không chút biến đổi Ánh mắt lần nữa nhìn về phía không trung, lúc này nhân số trên không trung dường như lại tăng lên một ít, có không ít khí tức mịt mờ đảo qua, trong toàn người dường như còn có không ít cường giả tán tu ẩn giấu bên trong đó. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.